Và em nhận ra một điều là khi trước khi em làm cái gì, em phải đào tạo cho bạn nhân viên của em. Ví dụ trước khi em mở cửa hàng 30 ngày, em cho nhân viên em training, học hỏi và đào tạo trong 30 ngày đấy, để khi mà có khách hàng tới là sẽ xử ngay luôn. Và đào tạo cho nhân viên đó cũng là một tài sản. Trí thức của nhân viên cũng là một tài sản của mình. Và quan trọng mình có giữ được cái tài sản đó hay không thì đó là do ở mình, phải làm gương, mình phải giữ được tài sản đấy. Thì đào tạo trước đây em nghĩ đào tạo nó rất là phung phí, nó phí tiền. Nhưng mà khi mà học thầy về xong em biết được là đào tạo nhân viên nó là loại tài sản quý giá. Mình có giải phóng lãnh đạo được hay không là ở đây. Và cuối cùng và ở cái đào tạo này em học được cái là đào tạo 30 lần liên tục. Thì tối qua em về em cãi nhau với vợ về chuyện tài chính. Thế là cuối cùng là em biết lỗi em sai. Thế là em học được cách 30 lần của thầy là em ghi ra chữ trân trọng. Chúng ta phải biết trân trọng người yêu của chúng ta, trân trọng đồng đội của chúng ta. Thì mình ghi lên tay mình nghe nè. Ngày hôm sau mình coi đi coi lại 30 lần. Cho nó phải là biết trân trọng phải trân trọng những người xung quanh chúng ta. Thì khi đó 30 lần rồi thì nó sẽ dần dần nó vô được cái tiềm thức của mình. 95% mình phản ứng với bên ngoài là bằng tiềm thức, 5% bằng ý thức thôi. Thế nên em phải tự đào tạo bản thân mình mỗi ngày. Thì đó là cái thứ hai là về đào tạo em học được. Và cái thứ ba là 5 cấp độ phát triển doanh nghiệp. Em về em set up là doanh nghiệp em bao nhiêu tháng phải lên được cái bậc này, bao nhiêu năm phải lên được bậc này. Nó rất rõ ràng, mục tiêu. Đó thì là chia sẻ của em. Cảm ơn.